hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Trung tuần tháng 7 năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc. Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, tập trung nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chiến dịch tuyên truyền lưu động được tổ chức với 708 đoàn diễu hành kết hợp tư vấn trực tiếp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa bàn tập trung dân cư, các chợ trung tâm đầu mối trên phạm vi toàn quốc bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Qua cái đợt ra quân tháng 5, chúng tôi tổ chức thực hiện đi khảo sát, kiểm tra, đánh giá, phối hợp với các đơn vị ở dưới địa phương, chúng tôi đi tuyên truyền, vận động, cái tính hiệu ứng lan tỏa rất là lớn. Đây là khẳng định là một cái chính sách của Đảng Nhà nước, cho nên được sự ủng hộ các cơ quan thông tấn báo chí, chính quyền các địa phương. Ngày qua đó, khâu triển khai tuyên truyền cũng như vận động người dân đảm bảo được hiệu quả rất là cao. Nhân dân thì mới khẳng định đây là một đúng là chính sách của Nhà nước. Nó khác biệt với các cái tổ chức thương mại khác có quy mô, những tiện ích. Qua đây thì cái lễ phát động phong trào này chúng tôi khẳng định rằng là chính sách này được Đảng và Nhà nước luôn được quan tâm. Đảng và Nhà nước có cơ chế chính sách ủng hộ, Đảng và Nhà nước có cơ chế chính sách để đảm bảo cái quỹ này được bền vững. Chỉ trong 2 ngày tổ chức lễ ra quân trên phạm vi toàn quốc, ngày 11 và 12 tháng 7, theo số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, lễ ra quân đã trực tiếp vận động, phát triển được trên 30.269 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 58.803 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó, có 17 cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phát triển được trên 500 người tham gia với cả hai đối tượng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tiếp tục tổ chức lễ ra quân này nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và tuyên truyền cho người dân và với mục tiêu hoàn thành xuất sắc cái chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ ngành cũng như là chính quyền địa phương cả cấp và đặc biệt là sự tham gia của Bưu điện Việt Nam trong việc phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình hoàn thành cách xuất sắc mục tiêu năm 2020. Lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo thêm niềm tin cho người dân vào các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đánh giá rất là cao sự nỗ lực, cố gắng và cũng là một cái giải pháp đổi mới và rất sáng tạo, đồng thời là cái quyết tâm rất cao của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vì một cái mục đích là chúng ta phấn đấu để đạt được cái chỉ tiêu đặt ra đối với việc mà vận động toàn dân tham gia bảo hiểm, việc mà thực hiện cũng là cái quyết tâm chính trị nhưng đồng thời cũng đã thể hiện được là cái cam kết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tích cực tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức truyền thông để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.